Xin chào các bạn, tôi là Sun Vật Tu đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba mẹo để giúp cho các giám đốc không bị người khác thờ. Rõ ràng là chúng ta là các giám đốc, chúng ta là người mà có cái tôi rất là cao và chúng ta là những người thành công thành đạt trong cuộc sống. Mà đôi khi mà chúng ta vẫn bị thờ, chúng ta vẫn không được công nhận, không được người khác công nhận và người khác cũng chẳng biết mình là ai cả. Và nhiều khi mà người khác người ta không biết mình là ai và người ta đối xử với mình một cách rất là gọi là tệ bạc, không xứng đáng đối với mình. Ví dụ như người ta có thể đưa cho mình, đối xử với mình những cái mà nó rất là rẻ rúm, hoặc là người ta có thể là không tôn trọng mình, và trong khi đó là mình có cái tôi rất lớn, mình là giám đốc, mình có nhân viên của mình, vì thế nên là mình có cái tôi rất là lớn. Thông thường là nhân viên của mình sẽ phục tùng mình rất là nhiều, trong khi đó đi các nơi khác thì chẳng ai người ta coi mình ra gì gì cả, người ta chẳng biết mình là ai. Ví dụ như vào một quán phở, người ta chẳng biết nếu mà mình quần đùi, áo cộc, quần áo lơ thôi, nhếch nhác, râu tóc thì xồm xoàm, thì người ta chẳng biết mình là ai. Sau đó là người ta sẽ đối xử với mình một cách rất là sỗ sàng và phũ phàng. Vì thế nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em là ba mẹo để cho giúp cho những cái giám đốc mà không bị người khác vô tâm quên mất và có thể được ghi nhận. Mẹo thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc điện thoại Vertu chính hãng hoặc là chính hãng đội vỏ như này. Khi mà có những chiếc điện thoại Vertu chính hãng hoặc chính hãng đội vỏ như này thì anh em mà đi đâu thì chỉ cần rút Vertu ra hoặc là để điện thoại lên trên bàn, hoặc là anh em mà có thể để điện thoại sau đó chụp ảnh lên Facebook thì tất cả mọi người đều rất ấn tượng đối với mình, vì bởi vì là Vertu là biểu tượng cho thành đạt thành công. Bất cứ ai sử dụng những chiếc điện thoại Vertu này đều là những người thành công thành đạt, không cần biết họ là ai, không cần biết họ làm gì. Đấy, chỉ cần sử dụng đây là những cái vật trang trí cho chúng ta để giúp chúng ta thể hiện đẳng cấp một cách dễ dàng. Chỉ cần rút điện thoại Vertu này ra và xin số điện thoại hoặc nháy sang số điện thoại người khác thì người khác sẽ rất là ấn tượng đối với cái bản lĩnh của mình, đối với sự uy tín của mình. Cách thứ nhất là các anh em có thể dùng chiếc điện thoại Vertu chính hãng đội vỏ như này. Cách thứ hai là anh em sử dụng đồng hồ. Đồng hồ là một cái thứ không thể thiếu đối với doanh nhân. Đồng hồ mang lại cho chúng ta một sự sang trọng và lịch thiệp. Và cái thứ ba tất nhiên là không thể thiếu rồi, đó là ô tô. Khi mà chúng ta có ô tô này, có điện thoại này, Vertu này, có đồng hồ này, có những cái công cụ này thì chúng ta có thể thể hiện bản lĩnh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ như bạn bè lâu ngày không gặp, họp lớp chẳng hạn, họp lớp cấp 2 chẳng hạn, họp lớp cấp 3 chẳng hạn. Khi đi họp lớp cấp 3, bạn rút chiếc điện thoại Vertu này ra, mọi người nhìn thấy cái đồng hồ của bạn và mọi người nhìn thấy cái chiếc xe ô tô đẹp đẽ của bạn thì mọi người rất là ấn tượng và mọi người bắt đầu ghi nhận cái sự thành đạt của mình. Sau đó là mọi người đối xử với mình một cách rất là tử tế, rất là đàng hoàng. À, không những thế mà khi mà chúng ta giao tiếp với cả đối tác, giao tiếp với cả những người trong công việc mà chúng ta có điện thoại Vertu như này thì chúng ta không hề kém cạnh bất cứ một cái doanh nhân nào, không hề kém cạnh bất cứ một đối tác nào, và chúng ta có thể cạnh tranh, và đó là cái lợi thế cạnh tranh của mình so với những người mà không có điện thoại Vertu này. Bởi vì những người có điện thoại Vertu này sẽ có lợi thế về uy tín lớn hơn rất nhiều so với những người không có điện thoại Vertu chính hãng đội vỏ này. Trên đây là tôi đã chia sẻ ba cái mẹo để giúp cho anh em không bị lãng quên và giúp cho anh em nâng cao uy tín. Nếu mà anh em thấy video hay thì hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ cái video tiếp theo của tôi. Ngày mai tôi sẽ làm video và gửi đến các bạn. Vì thế nên là các bạn hãy đăng ký kênh và hãy like, hãy share, comment để theo dõi những cái video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.